Cơ quan cứu hỏa Đài Loan đã xác nhận thông tin về số người thiệt mạng, đồng thời cho biết nạn nhân thứ hai cũng tử nạn vì bị đá rơi. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng đính chính, trận động đất có cường độ là 6,2 độ Richter thay vì cường độ 6,5 độ Richter như thông báo ban đầu. Mặc dù vậy, đây vẫn được cho là trận động đất mạnh nhất tại Đài Loan tính từ đầu năm 2013 cho đến nay. Trận động đất đã buộc 6 đoàn tàu cao cấp phải dừng khẩn cấp, tuy nhiên không có thiệt hại nào đáng kể xảy ra. Nằm trên đường giao nhau của hai mảng kiến tạo vùng lãnh thổ Đài Loan, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi động đất. Thị trấn Nam Đầu trước đó từng là tâm trấn của trận động đất kinh hoàng mạnh 7,6 độ Richter vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, khiến cho hơn 2.000 người thiệt mạng. Hồi tháng 3 năm nay, Đài Loan cũng đã hứng chịu một trận động đất mạnh khiến một người chết và 86 người khác bị thương.